một đêm của Địch Lệ Nhật Ba so kè rating với Phù Dao của Dương Mịch. Có thể nói mùa hè mỗi năm là khoảng thời gian các bộ phim truyền hình tranh nhau mà phát sóng. Tuy rằng năm nay có sự xuất hiện của World Cup nhưng nhiệt độ của những bộ phim truyền hình lại không hề chịu ảnh hưởng lớn. Một trong những tác phẩm nổi bật hiện nay chính là bộ phim Phù Dao do Dương Mịch, Nguyễn Kinh Thiên diễn chính. Bộ phim này từ khi khai máy cho đến xác định lên sóng đều được mọi người vô cùng mong chờ và hết sức kỳ vọng. Thế nhưng từ khi phát sóng đến nay, Phù Dao đã gặp phải không ít phong ba bão táp, nào là thay đổi khác xa nguyên tác, đạo những tác phẩm như Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa, Sơ Kiều Chuyện. Hơn nữa, Phù Dao đến nay đã phát sóng gần 15 tập nhưng thành tích thu về lại không lý tưởng như tác phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa vào năm trước. Rating của phim chỉ duy trì ở khoảng mức 0,6%, đánh giá bình luận của khán giả và số điểm trên Douban cũng vấp phải sự phản đối tiêu cực. Sau Phù Dao, bộ phim thứ hai nhận được sự quan tâm vô cùng cao từ cư dân mạng và được phát sóng trong mùa hè này chính là Nghìn Lẻ Một Đêm do Đặng Luân, Địch Lệ Nhật Ba diễn chính. Bộ phim này cũng đã chính thức phát sóng vào tối ngày 25 tháng 6 trên khung giờ vàng của Đài Hồ Nam, nối tiếp bộ phim Nếu Như Yêu của Trương Bá Chi. Nghìn Lẻ Một Đêm là bộ phim thần tượng thanh xuân hiện đại, nội dung xoay quanh câu chuyện tình đụng phải cơ duyên trùng hợp nhưng lại dần dần trở thành tình yêu thật sự của hai nhân vật là Lăng Lăng Thất do Địch Lệ Nhật Ba đóng và Bách Hải do Đặng Luân thủ vai. Có thể nói Nghìn Lẻ Một Đêm từ khi xác nhận diễn viên cho đến xác nhận thời gian lên sóng đều nhận được sự mong chờ của không ít cư dân mạng không khác gì Phù Dao. Thậm chí một Nghìn Lẻ Một Đêm chỉ vừa mới phát sóng đã nhận được không ít lời bình luận đánh giá vô cùng cao từ phía cư dân mạng. Tất nhiên những tác phẩm nổi bật chắc hẳn sẽ có sự so sánh, Phù Dao và Nghìn Lẻ Một Đêm cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn tất cả mọi người đều biết được mối quan hệ mật thiết của Dương Mịch và Địch Lệ Nhật Ba. Địch Lệ Nhật Ba có thể nói là tiểu sư muội do một tay Dương Mịch dẫn dắt, cả hai cùng hoạt động chung một công ty. Sự thành công mà Nhật Ba đang có hiện nay không thể nào không nhắc đến công sức luôn nâng đỡ của sư tỷ Dương Mịch. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết như chị em, khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh trò chuyện vui vẻ, hỗ trợ rất tình cảm của Dương Mịch và Nhật Ba trong những hoạt động sự kiện hay trên chương trình giải trí. Trước đây, Địch Lệ Nhật Ba từng diễn qua rất nhiều vai phụ trong những tác phẩm của Dương Mịch, điển hình là từ bộ phim Tình Yêu Weibo cho đến Cổ Kiếm Kỳ Đàm và Phanh Niên Tình Động, hay bộ phim đình đám năm trước là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Dương Mịch chỉ cần có tài nguyên hay những tác phẩm kịch bản hay thì chắc chắn sẽ dẫn theo các sư đệ sư muội của mình, và Địch Lệ Nhật Ba luôn là một trong những lựa chọn ưu tiên. Thế nhưng, lần này khi đem hai tác phẩm nổi bật hiện nay là Phù Dao của Dương Mịch và Nghìn Lẻ Một Đêm của Địch Lệ Nhật Ba ra so sánh, có thể thấy với tình hình trước mắt hiện nay, bộ phim Phù Dao không đạt được sự kỳ vọng cao của khán giả trước đó, còn Nghìn Lẻ Một Đêm đang được khán giả dự đoán sẽ là một tác phẩm bùng nổ màn ảnh nhỏ sắp tới. Có thể nói Phù Dao đang có vẻ lép vế hoàn toàn trước Nghìn Lẻ Một Đêm về thành tích, điểm đánh giá lẫn cả về những phản hồi bình luận của cư dân mạng. Không ít cư dân mạng biểu thị rằng, lẽ nào trong cuộc đạo sức lần này, Dương Mịch thật sự phải trả thua trước sư muội Địch Lệ Nhật Ba hay sao? Thực ra, bất luận kết quả có như thế nào, phim truyền hình vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Chỉ cần kỹ năng diễn xuất tài giỏi thì tất cả những thứ khác đều là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Vậy các bạn đang theo dõi tác phẩm nào?